Chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn một món ăn chay mới lạ nữa là bắp chuối. Mình sẽ chiên bột. Trước tiên là khi mình sơ chế, mình xắt bắp chuối ra. Đây, bắp chuối mình đã xắt sẵn rồi. Đây, bắp chuối hột nó trắng rất là ngon. Có thể làm bắp chuối khác nhưng mà ngon nhất chỉ là vẫn là bắp chuối hột. Rồi, bắp chuối mình lấy ra, mình cho một muỗng bột ngọt nhỏ, tiêu tiêu xay nha, hạt nêm, nửa muỗng hạt nêm, ra cái thau đi dễ trộn hơn. Rồi, khâu cuối cùng là mình sẽ rải bột vô. Bột chiên giòn nha các bạn. Bột chiên giòn này nó để là bột chiên tôm nhưng mà mình có thể chiên đủ thứ hết, đồ chay mình cũng có thể sử dụng được. Bởi vì chỉ nó chỉ là bột bắp. Chiên giòn. Mình cho bột đều vô trong bắp chuối, giờ mình trộn lên, trộn cho đều bắp chuối lên, có thể cho một chút xíu nước vào. Bởi vì một ít nước này nó làm cho bột mình nó hòa tan dễ hơn, rồi nó dễ dính hòa quện bắp chuối. Mình độ chừng cái lượng bột cho nó vừa với cái lượng của bắp chuối mình đã sắt. Ví dụ như mình để bao nhiêu bắp chuối thì mình độ chừng cho nó vừa vậy đó. Bởi vì ở đây mình làm ở nhà gia đình ăn cho nên mình không có cân lượng gì hết. Tất cả mình cũng chỉ làm theo độ chừng cảm giác của mình thôi. Rồi sau khi để bột và bắp chuối nó đều ra, mình bắt chảo nóng lên. Rồi, khi mình trộn bột với bắp chuối xong, bột và bắp chuối hòa quện với nhau đều đặn rồi xong, mình cho chảo dầu nóng lên. Và bắt đầu chiên. Dễ lắm, đơn giản lắm các bạn. Đây là một món chay mà mình chế biến ra để mình ăn trong bữa ăn cơm hàng ngày của mình. Bắp chuối chiên bột. Đơn giản thôi, chỉ cần sắt ra như mình làm gỏi gì đó. Rồi cho đường, cho tiêu, cho bột ngọt, cho hạt nêm. Cho bột chiên giòn vào. Thì mình sẽ có một món bắp chuối chiên rất là tuyệt vời. Lạ. Nhưng mà ngon miệng nữa. Chay cho nên mình thử chế biến những món đơn giản lạ mắt mà lại ngon để mình ăn quanh năm suốt tháng, nó không có bị ngán dội trong việc ăn chay của mình. Ăn chay không khó ăn nhưng mà rất là nhiều người không dễ ăn, cho nên những cái món ăn đơn giản lạ mắt như vậy thì giúp cho mình ăn chay lâu dài bền bỉ được. Còn là vấn đề khó khăn nữa. Chiên cho miếng bắp chuối chiên của mình nó vừa vàng, trở bề lại.
thì nó dàn đều hai bên. Khi bên kia dàn đều nữa thì mình hãy vớt. Mình vớt ra mình ăn nóng liền, nó rất là giòn. Mình chuẩn bị cái dĩa để thấm dầu nha. Rồi, như vậy là bắp chuối chiên bột giòn của mình nó đã hoàn tất. Để vàng lên rất là ngon. Rồi mình chỉ là vớt ra. Mình cho ra dĩa có giấy thấm dầu. Bạn biết không, cái món bắp chuối chiên bột này nó có một cái hương vị rất là đặc biệt. Ở đây là nó giống như cái mùi mà cá chả của người ta chiên bột. Cá người ta bầm ra rồi người ta chiên. Nên cái món chay của mình là bắp chuối rồi mình trộn với bột chiên giòn. Nó có một cái hương vị lạ lạ cũng ngon ngon. Được vậy.